Hàm Long là tuyến đường thuộc khu vực trung tâm của thủ đô, nhưng không quá đông đúc. Vì thế, tòa văn phòng HEAC Building nằm trong tầm ngắm của rất nhiều khách hàng doanh nghiệp khi có vị trí đắc địa. Kết nối linh hoạt đến những tuyến đường trung tâm khác thuộc khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt nhất quận Hoàn Kiếm. Cùng nhu cầu thuê văn phòng ở Hà Nội, nhiều khách hàng sẽ lựa chọn tòa nhà để đặt văn phòng công ty của mình. Hãy liên hệ ngay Property Plus qua hotline 0865 364 866 để tìm được văn phòng ưng ý với chi phí tốt nhất.